Quang Hải là một cầu thủ có tình trường cực kỳ ấn tượng và cũng nhiều tai tiếng. Chỉ đến khi anh quen bạn gái Chu Thanh Huyền, netizen mới nhìn thấy rõ sự khác biệt của chàng cầu thủ trong mối quan hệ này. Chuyện tình cảm tiền vệ Nguyễn Quang Hải và hot girl Sơn Tây Chu Thanh Huyền hiện đang là tâm điểm chú ý của hội fan bóng đá nói riêng và cộng đồng mạng nói chung. Cặp đôi đã làm lễ dạm ngõ hôm 20 tháng 12, tiếp đó cặp đôi này sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trải qua nhiều mối tình rầm rộ, Quang Hải lại dừng chân ở bến đỗ Chu Thanh Huyền, khiến nhiều người tò mò điều gì ở cô gái này đã làm cho lãng tử phải quay đầu. Theo đó, Quang Hải từng chia sẻ, thực ra thì sắp tới, tôi có một vài tin vui. Hy vọng tôi nhận lời chúc phúc đến từ mọi người. Người đồng hành với tôi, bạn gái tôi đã có quãng thời gian sang Pháp cùng tôi. Cô ấy đủ để hiểu khó khăn mà tôi trải qua. Đó là lý do vì sao tôi trân trọng cô ấy. Tôi nghĩ bản thân tôi và cô ấy luôn có với nhau nhiều điểm chung để có thể tiến xa hơn. Đây có thể xem là lần đầu tiên anh nhắc đến vợ sắp cưới trước công chúng. Những ngôn từ bình dị nhưng đủ để khán giả hiểu tình cảm mà cả hai dành cho đối phương cũng như hiểu anh đã biết ơn và trân trọng bạn gái như thế nào. Tiền vệ sinh năm 1997 thừa nhận rằng anh là người sống khá nội tâm, khá ít nói nhưng anh luôn thể hiện bằng hành động. Thực tế suốt chặng đường 3 năm yêu nhau trong mỗi dịp đặc biệt dân tình luôn chứng kiến Quang Hải tặng cho bạn gái những món quà đắt đỏ. Từ chiếc túi sách hàng hiệu mà Thanh Huyền luôn mang theo bên mình đến những phụ kiện trang sức. Bên cạnh đó cứ có thời gian rảnh là anh lại đưa nàng WAG của mình đi chơi. Trái ngược Quang Hải, Chu Thanh Huyền lại là một người rất năng động, tích cực theo chia sẻ của cầu thủ này. Bạn gái của em là người rất năng động, truyền được năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Ít nhiều bóng đá đôi khi rất áp lực và mệt mỏi. Bản thân mình gặp đúng người tích cực sẽ rất thoải mái, luôn tràn đầy năng lượng để làm việc. Quang Hải và Chu Thanh Huyền tìm hiểu nhau từ năm 2021, công khai hẹn hò một năm sau đó. Dù vậy, cả hai đều kín tiếng, hiếm khi thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, ngay cả vào những dịp đặc biệt. Trong những lần đăng ảnh có sự xuất hiện của Quang Hải, Thanh Huyền thường che mặt bạn trai. Chu Thanh Huyền sinh năm 2000 tại Sơn Tây, Hà Nội, cô hiện kinh doanh mỹ phẩm online. Hàng ngày, Thanh Huyền đều đặn livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Cô cũng thường xuyên đi nước ngoài để phát triển công việc. Có bạn trai nổi tiếng, Thanh Huyền được rất đông người theo dõi trên mạng xã hội, thuận lợi mở rộng công việc bán hàng, PR sản phẩm. Thanh Huyền luôn cho thấy có cuộc sống dư giả khi mới ngoài 20 tuổi, có căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội, có thể chi cả 100 triệu đồng cho những món đồ thời trang hàng hiệu và du lịch sang chảnh. Hồi tháng 8 năm 2021, cô tiết lộ số dư tài khoản ngân hàng 2 tỷ đồng. Vợ sắp cưới của Quang Hải có giọng nói truyền cảm và rất hoạt ngôn. Tuy nhiên, cô thừa nhận là người thẳng tính, đôi khi nóng tính và bồng bột. Không ít lần người đẹp lên tiếng đáp trả anti-fan khi bị nói xấu. Không những thế, cô nàng còn có mối quan hệ cực tốt với gia đình Quang Hải từ trước khi cả hai chính thức công khai về chung nhà. Cụ thể, cô nàng thường xuyên tham gia nhiều sự kiện quan trọng của gia đình anh. Trong những hình ảnh do họ hàng của Quang Hải chia sẻ, Chu Thanh Huyền chụp ảnh thân thiết với người nhà của bạn trai. Trong bức ảnh chụp hội phụ nữ trong nhà có sự góp mặt của mẹ Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Cho thấy không những nàng dâu mới cực kỳ quan tâm, dành nhiều thời gian cho gia đình chồng mà ngược lại, cô cũng được gia đình anh rất quý mến và sớm đã xem là con, cháu trong nhà.